Chào cả nhà nha. Hôm nay Hiếu làm video này để cho anh em đến cái mùa trồng cây à. Anh em nào cần trồng cây bằng lè loan giống cho 1m đến 1,5m, 2m, từ 1m hơn cho đến 2m. Đây. Thì inbox cho Hiếu nha. Cây này nó khoảng 2 năm tuổi rồi đó. Chúng ta trồng cái loại cây này thì mức độ phát triển của nó rất là nhanh, anh em sẽ tiết kiệm được thời gian bóng mát nhiều, mặc dù nó là cây giống nhưng mà sẽ tiết kiệm được cái thời gian trồng để nó phát triển rất là nhiều. Cái này là nó đã ươm trong bầu là đã được 2 năm rồi, thì mình cho ra ngoài đất là nó rất là nhanh. Những anh em nào ở gần khu vực Bình Phước, Bình Long mua lẻ cũng rất là tiện. Những anh em ở xa thì nên mua cái loại thấp, 6 tấc, 5 tấc, 3 tấc mình ship cho 5, 6, 7 cây thì đó là ship được hết nha. 10 cây là ship được hết, 20 cây là ship được. Nói chung nó làm tầm từ 20 cây đổ lại là được. Còn cái cây loại to này thì những anh em ở gần thôi, hoặc mua số lượng nhiều nha, không phải là dạng ship mà là mua số lượng nhiều, mình giao bằng xe tải. Phương thức mua thì ship thì mua số lượng ít thì cứ giao tận nơi cho anh em, nhưng mà nguyên tắc của nhà vườn Hiếu là thanh toán tiền trước rồi Hiếu mới chuyển cho anh em. Trường hợp mà chuyển đến tay anh em thì anh em nhận được hàng mà kiểm tra cây nó có vấn đề gì thì Hiếu sẽ bồi thường lại bằng đúng cái số lượng cây có vấn đề lúc mình trồng á, nhận được. Nói chung là mình sẽ bảo đảm để bồi thường lại cho anh em cái lượng cây, nhưng mà khi giao lại cái cây nó bồi thường thì anh em chịu tiền ship giúp Hiếu nha. Nói chung bù qua bù lại cái tiền ship mà mình vận chuyển xa đôi lúc nó nhiều khi nó không chết đâu, cây thì nó không chết nhưng mà nhiều khi đi xa được, nhiều khi nó héo cái đầu này nè, nó héo rồi mình cắt đi, mình cắt đi nó sẽ tự động nó phát tường ra. Anh em ra đây mình cho anh em coi một số cái cây nó đi đường xa mà bị trả về, anh em có thể coi nó không chết nhưng nó bị ảnh hưởng, mình chấp nhận được thì cắt đi thôi. Nhưng mà trường hợp này nó rất là hiếm, mình cắt đi thì nó lại tiếp tục phát được nha. Đấy không, những cây tình chuyển nó bị độc dễ dụng lá mình xử lý bằng cách cắt đọt đi thì tự động nó sẽ ra những đọt mới, cây nó cũng không chết đâu. Nên bỏ xuống dưới đất thì 2-3 tháng nó cũng cao lên 2m nhanh lắm đó. Này là cái này là mình cho anh em biết được cái rủi ro mà mình mua online khi mình ship đi là nó cũng có cái trường hợp đó, nhưng mà trường hợp đó rất là thấp, 5%. 100 cây bị 5 cây, anh em mua 10 cây thì bị 1 cây, mua nhiều khi bị 1 cây, 100 cây thì tính tỷ lệ ra nó tầm bị 5 cây thôi. Cái đó mình sẽ bù lại cho anh em bằng cái tiền mặt nếu mà quá trình nhận được và nó bị héo lá. Héo lá, đây là cái cây bằng lè loan giống. Rồi mình qua đây cho anh em coi cái loại bằng lè loan mà mình ship có thanh toán tiền trước nha. Cái đó là bằng lè loan mua số lượng lớn mình giao đi xa. Còn đây là số lượng lớn mua ship có cái cây nhỏ như vậy, mua 5 cây, 7 cây, 10 cây nó đơn giản đóng gói đi, hoặc là những loại thấp hơn. Đây thì cái loại này là cũng phải 2 tấc 4 tấc, sau bên này là 6-8 rồi, tính cả bầu thì nó là 8-10m đó. Mình mua 5-7 cây, 2 cây đó là mình ship đi được hết. Anh em có thể tham khảo nha. Đây là cái cây bằng lè loan. Rồi chào tất cả anh em nha.